Đang xem ông nghe tôi đây. Hello, xin chào các bác. Thì hôm nay video tiếp theo của tôi hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác biết một cái mẫu dao rất là mới. Thực ra thì đây có thể gọi là một cái con dao cũng được. Đó, thì trước đã đặt một cái anh thợ rất là khỏe để làm sẵn cái phôi này. Vì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác một cái ông thợ mới, cũng thợ già, thì cũng không có nhiều sức để làm nên những cái thành cái phôi này, nên là chỉ làm sẵn phôi để nên ông tôi vừa sửa lại thôi. Đó, này, con này từ thép giảm sóc tàu hỏa, dài 50, làm theo sự đặt hàng của một bác. Thì tí nữa tôi sẽ quay lại cho các bác xem là quá trình ông thợ ông ấy làm lại cái con dao dài này tôi như nào nhé. Đây, quay qua cho các bác xem mà. Đó, đây ông thợ này. Xin giới thiệu với các bác, đây là ông Báo. Ông tên là Giàng Áp Báo à? Ông họ Giàng à? Ông họ Giàng hay họ Lý? Mà á? Mà Áp Báo á? Ờ. Đây. Đang theo người thẳng thẳng như tiếng phổ thông thì nó lại họ Mùa. Họ Mùa á? Nếu mà theo chứng minh nhân dân mà họ gọi là họ Mùa. Trước kia ông đi lãnh tổ họ toàn gọi Mùa thôi. À, kiểu nó ngọng ngọng thôi à? Trước kia là Mùa Áp Báo, Mùa Áp Báo thì tỉnh à. Nên là họ nó quy chung hết vào một họ đúng không? Đây, góc làm việc của ông bên đây. Mua sẻ không đâu, không bắt đầu. Đây, các bác đang chuẩn bị bắt đầu. Ông là làm dao từ năm bao nhiêu tuổi? Ồ, cái năm tháng 3 ông ấy vừa ra con này. Ông đi bộ đội xong là về ông làm cái gì? Ừ, về còn mấy chung, hơn chục năm nó mới làm. Về hơn chục năm xong mới làm á? Thế là cũng học ở trên chỗ anh Thảo gì? Ồ, về khi cái kia ông chiêu, ông bác chiêu, ông bố ông... Ông đội Thảo à? Bố của... Ông của A Sinh ấy. À, ông A Sinh là cái doanh nghiệp đấy hả? À? Ừ. À, A Sinh với là bố ông của Thảo là anh em. Anh ấy. À. Chúng là mình hay đi có mấy ông già cái làm xong rồi tự làm hơn. À, có học lỏm cái gì? Nhưng mà kỳ Tết mình có đi học, kỳ Tết và thờ đó. À. Thế cả ông nhà cũng thế à? Cái gì kéo cái này à? À, có nghĩa là chỉ đi kéo kéo cái ống này để kéo chỗ. Có nghĩa là kéo thuê kéo hộ xong là để học lỏm đấy à? Giỏi nhỉ. Thế là năm nay cũng được gần 40 năm rồi còn gì nữa nhỉ? Thằng em nhà thì đi học tập anh rể đó, bố Thảo ấy. À, bố Thảo là anh rể. Thế là cứ hộ quanh quanh nhỉ? Ừ. À. sửa từ phần mũi sửa đi không?
Cứng à? Tại vì nó là cái bột để chú đi à cầm lên gầm xe cái chốt đi. Cái dưới cái trục mà cái chồng zip à. Lô cô cái này là có cứng. Kinh nghiệm ấy. Làm con này tí về làm vỏ khó lắm đi. Không. Hả? Làm vỏ đẹp ấy chứ. Có sự vỏ cái thì đường mình gỗ nó vỡ thẳng thẳng luôn. Gỗ thì không thiếu nhưng mà thôi dùng đập cái cò vào. Nguội nhanh á. Thằng nào thường thường nó cứng thì nó nguội nhanh đúng không? Chạy mà nó nóng thì nó không nó chịu được.
Ông có phải là người Mông Hoa giống ông Thảo thứ không? Ông cũng người Mông Hoa à? Đang dồn thép đây các bác. Dồn thép để cho nó dao nó dáng thon hơn. Xung đập nó bè ra thì hơi xấu. Nếu mà làm kiếm dài nhỏ hơn bằng nửa cái này mà dài tôi hai mặt ông tôi được không? Biết khỏe thì tôi đấy. Cứ biết khỏe là tôi được cái gì? Nếu mà tôi đấy thì lại phải đâm vào cái chuối à? Tôi đấy được à? Tôi nước này cũng được à? Thép bình thường là tôi ở cái hồ này cái gì? Cháu chỉ tò mò chứ chưa nhìn thấy cây chuối bao giờ thôi. Mới tôi gió tôi quạt không đâu, ông làm thì cháu chưa được xem, tôi tò mò. Chứ còn tôi lướt thì nhìn thấy nhiều rồi. Chuối thì nhiều. Chuối thì một cây chuối thì cắn mấy thôi. Hai ba chú. Ừ. Thì để cắt hai ba con thì tôi hai ba con à? Ừ. Khi mình tôi vào để cắn hai ba chú mới được. Chỗ này vừa là chỗ tôi giao vừa là chỗ ngang tắm luôn. Đi đi. Đi cho khách. Chạy ra. Cái đấy ông nắn rồi cái cán nó to đi để cho nó chắc à? Thì tôi tầm ông chỉ cần tôi tầm độ một phân đến phân rưỡi thôi, không cần tôi nhiều đâu mà. Lại đến cái con ngan cái này, úi trời. Cái nào nó giòn là cứng á? Đè xuống để cho nó đè xuống nó ngồi ngồi nó mấy ngày sau xong nó cái bộ thế của nó in rồi thì nó bắt đầu làm. Có nghĩa là nếu mà làm như thế thì tôi nó sẽ không bị lứt đúng không? Không biết bên này nó chỉnh hơn à, nó làm thì nó làm đẻ đấy, bố đẻ đấy, hôm nào dưới lại cùng ra bố tí. À, có nghĩa là làm dần dần mỗi ngày mới ít chứ không làm một phát luôn à? Không làm một phát đâu, làm một phát cái thế của nó chưa kín. À. Với nào nó để đấy nó không có ngồi gì rồi nó bắt đầu làm. Ừ. Mình
cắt luôn một mảnh kiểu như là thiết cá ngày đó, cắt luôn một mảnh đấy, làm nhưng mà mình làm ngay cái cắt luôn xong làm ngay cái không bằng cái cá sông lính qua để ấy, lính không qua để lấy cái này. Cái đấy, cắt xong này nó bị lóng thép mà. Cắt xong là cứ để vớt. Nó đang bị lóng thép thì cái độ kết dính của nó kém hơn. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy cái mẫu dao. Cái CT bốn nhang trước kia ông cậu tiêu cái thằng á, ở chung là sắt, mà ngoài ra này là thiết bọc, có nghĩa là một phần thép một phần sắt. Ừ, thì chỉ cứ như là cái thiết dây thiết, cái dây thiết màu và ngoài thì có nghĩa nó cái độ dẻo nó ngoài cái độ giòn cứng ở trong này nó ăn chặt cái nó có ăn. Khi mình đéo cay cái gì nó rất là ăn mà nó cái độ giòn cứng nó là dứa rồi nó chặt khi nó vẫn chuẩn, nó không hay mềm, cái độ dẻo nó ở ngoài mà. Hôm nay là mùng 1 ấy. Hôm nay mùng 1 âm thì hy vọng là cả tháng được nên quay ông làm. Trò này sống với giấy đến 7 ly đấy. Dài nắn nót chỉnh sửa lâu nhỉ. Ở trong phim ấy nó rèn một cái kiếm mà nâu ấy mất mấy ngày ấy. Ở trong phim ấy mà rèn kiếm thì rèn những cái đồ rèn này thì chủ yếu là thép thôi chứ rèn nâu thì cũng có là giải quyết gì đâu không nhỉ. Nhiều mình chà nó mới không hay cái mới nhẽ thôi. Sắt nhiều thì nó có nhiều thì nó độ cứng nó cao à? Thép nhiều thì nó lại dẻo à? Có nghĩa là vừa thép vừa sắt vừa thép à? Làm kiếm kia thì được 30% sắt 20% thép thì không bao giờ sợ đấy. Vừa cứng vừa có nghĩa là vẫn có độ cứng và vẫn có độ dẻo. Ừ. Nó không nếu mà nó cứng quá thì nó lại giòn. Mà nó dẻo quá thì nó lại mềm.
Vào một bên rồi. Đây là cái khoan tay của ông à? Cái đầu này cúng này. Vâng. Biết thế để cho lên sớm để xem ông làm cán không? Lên. Cái cán kia thì. Cái này vừa rùi vừa khoan không? Vâng. Vừa rùi để khoan để cho nó ra cái đen đen này à? Đấy. Sợ nó dài quá, nó kịch nó thủng thôi không ạ? Quả như cũng cắt ở. Đây các bạn này. Đó. Cái cán gỗ chắc không qua này. Đây là gò khâu được không? Vậy hơi nhổ một tí cái này hay là nó bằng trồng lên cái này? Nó, ông phải làm ấy chứ, phải làm cắt này xong cắt một tí xong là đẩy nó vào chứ. Vẫn phải to một tí nữa. Cái gò này hơi mất công một tí nhưng mà nó đẹp nhỉ. Yeah. Hơn là cái ông Hàn đúng không? Cái đồng này cho mua đắt lắm đấy. Đồng này đồng phi này. Phi này phi nhập đấy các bạn. Chỉ muốn trước khi muốn gò là phải hơi đóng nửa đấy. Như cái đống kia kìa. Cũng để gò nó làm ẩu trên tàu rồi sao ấy. Cái bọn tàu nó cũng trồng thảo quả mà. Nó không thu của mình nữa ấy. Thì mình của mình nó sẽ rẻ. Cho để cưa lên trên rồi. À.
hơi nóng để gò nữa không? Không vừa, chưa vừa. Đây, hai ông đang làm một chút bên lề thì mình xin giới thiệu cho các bác một cái dụng cụ mà ở đây ngày nhà lao cũng có. Đó là cái lò đây. Lò thủ công. Đặt lưỡi vào đây. Đây. Đẩy này phát nào, bắn. Vào trong nhà ông xem có gì không? Ừ, đã. Bếp. Đây, quay qua một vòng quanh nhà ông báo cho các bác xem nhé. Những cái bao kia là bao thóc nha. Kia là tivi à. Các bác có thể nhìn thấy vẫn nền đất này. Nhà ông này không khá hơn dùng thảo được có cái lồi cơm điện. Cũng chả có gì khám phá đâu nhỉ. Gió này. Bó nỏ của nó đi ạ. Những cái đầu này là bằng tre chẻ ra xong gấp vào nhé các bác nhé. Nên nét cho các bác xem. Đây những cái đầu này là bằng tre chẻ ra xong gập cọp vào đây. Buộc chỉ để lấy thăng bằng. Rồi, là làm tiếp tục lập sao. Ông báo này ông làm, ông biết làm cả lò cả ấy à? Làm cả điếu nữa. Ừ. Đây các bác, con này là hiện tại trước khi tôi. Thì trước khi tôi thì đã mài mịn qua, mài phá qua để tí nữa tôi xong là mài chỉ làm bóng thôi, không cần phải mài phá nữa. Vì con này là cái tính thẩm mỹ cao nên là cần phải làm bóng. Làm bóng sáng cho nó đẹp. Làm con này mất nhiều công quá. Những cái mà dao mà kiếm mà chúng nó mua trên mạng mà để treo ấy, những cái con đấy không ăn thua đâu mà, không chặt. Cái con làm thủ công này, ông làm này nhìn nó không, cái tính thẩm mỹ nó không cao bằng cái bọn đấy làm đẹp lắm. Nhưng mà chúng nó chỉ làm cảnh thôi, còn cái những con này dùng vừa để treo nó đơn giản mà vừa để làm vừa để dùng, có thể dùng được. Con này thì tôi rồi. Mình vẫn kết con này. Này, ông tôi này. Tôi mấy con to cái trước à? Đó. Chú cái này trước. Ừ. Nó hồng, nó nhiều. Tôi con này xong rồi tí thì biết lại bịt rồi. Thì đến tư được cái này. Ừ. Tôi cái này trước thì tí nó chạy nó dính trong rồi thì nó lại... Cho mượn cái con to kia. Này. Con này là loại dao chặt 1 cân này.
cái tông này nó tròn quá, xong nó cũng phải làm nó đẹp một tí, nó mình không nó mới đúng rồi, nó phải cái giống như cái cán kìa, nó phải làm nó hơi bo bo một tí thì này, bạn nào có nhu cầu mua cái loại dao băm chặt xương các thể loại này thì mình chặt nó lên chống tí nữa sẽ tôi cái loại này nữa, nó tròn á, tròn thì mình chặt đúng đang đúng mình còn nó hơi lệnh cái xong nhiên nó hơi bền như này thì nó lại mình còn nó để chặt chống giữa là chặt nó to, nó cán to, nó là tròn, nó hay mỏi tay. Cái loại này mà chặt xương lợn nhỉ, trời sướng mất thế, bao chặt các loại xương. Tàu nó đủ rồi, nó chặt xương á đó, một phát là thế thì nó đưa cái một con này vào đây thì nó chặt cái chân này vào. Có nghĩa là nó lấy nó có hai con đúng không? Một con nó để làm đấy, làm kê rồi, một con nó để chặt rồi. Đi theo cái xương xương nó. Cái này là loại dao châu bò. Bắt đầu đưa vào lò tôi. Ông có hay xem phim của bọn tàu à, bọn tàu nó làm kiếm không? Làm đao không? Có chứ. có nhìn, có biết nhìn chúng nó tôi không? Nhìn chúng tôi. Nhìn như bọn chúng nó là, ông đã xem chúng nó làm những cái con dư nhìn của nó đồ đông đao ấy. Đúng như bọn tàu thì đa số là làm đao là nhiều. Hơn là làm kiếm. Bọn nó làm chuẩn lắm. Bật đấy á? Ừ. Nó làm cái loại mà nó bọn làm đao nó dùng sử dụng kiếm là chặt sắt đứt. Nó dàn chỗ như là nó như là bằng đốt vậy. Nhưng mà chúng nó thép của chúng nó dàn cũng ngon. Ừ. Nóng quá nhỉ. Này ông tôi cả con này sao lại hư kiểu đấy? Thép này phải tôi kiểu này á? À. Con này thép cứng lắm đấy. Này thép nó so giảm sóc. Chùa. Đang xem ông nghe tôi đây.
làm cái hố nước to này tôi bao nhiêu con không bao giờ phải thay nước. Đúng không ông? Cái nếu mà tôi giao mà nước để nóng là không tôi được đúng không? Đúng rồi. Nó nóng này nó tôi nó non. Đây nó là dụng nó dụng lá. Dụng con á. Dạ con ra. Dài quá khó làm. Đây các bác này, đang tôi xong là bắt đầu lấy nước này. Lấy nước này để tăng cái độ dẻo cho thép. Bình thường lấy nước này khoảng bao nhiêu lần không? Một lần thôi. Một lần thôi à? Nè, nó bầu ở một cái kênh cây như thế này đấy. Bầu ở dưới kênh cây như thế này là xong là nó khi nào nó già già thì nó cái con này nó cái này nó nhựa cây đúng không? Cái này nó già xong nó bầu nó chạy đi đẻ rồi trứng rồi thì coi như là mới được cái xác này thì làm cái này đấy. Cái này là cái xác tổ của nó. Nguyên cái con của nó toàn máu đấy. Nhưng con của nó tăng tuần máu rồi thì đúng có số đi kiểu bồng đau bồng để chảy máu ấy. Vâng. Người ta thường thường lấy đi uống ấy. Cái đít kia nó ngừng cái chơi sừng trâu rồi ông cố bảo để cho nó để đi nhưng mà nóng quá chưa cho vào nó cháy hết rồi. Nóng.
đun kén và cho nó đắp vào trong nhà. Nặng à? Nặng nè. Nặng lắm không? Chặt chuối thì có như là một phát một cây. Tuyệt vời đấy nhỉ. Bây giờ nó mài nữa là xong thôi. Muộn quá rồi nhỉ. Nó lặng quá nên là... Ôi, con này mà bầm... Bầm lợn thì đúng là... Chỉ một phát là đứt cả đuôi con. Không phải bầm nhiều lần. Ê, cá à? Và chú xem nào. Con này này này. Câu được cá gì đây? Con bún. Từ từ xa xem. Câu bao nhiêu nô được ở đây đây? Từ lúc chưa. Từ lúc chưa giờ được từng đây con á? Úi trời. Hả? Không phải á? 3 giờ đi được đến giờ được này, 6 giờ 3 tiếng mới câu được từ đây cá. Giỏi nha. Ôi. Cứ hỏi thăm thôi. Mang về lấu đi không muộn. Úi trời. Tuyệt vời cá suối. Đang đi mà. Con này dài quá nên là phải mài bằng bóng bằng máy. Còn là mài sắc bằng cái đám này mịn đây. Mài con dao này cũng khó khăn phết đấy nhỉ ông nhỉ. Đây để bằng cái này ra này này. Về cái bằng cái này thì nó sẽ không bị chạy ấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái vết chặt này. Đó. Chặt tốt đấy. Chặt tốt không? Mất rồi lặng à? Lưỡi ok chưa? Chút lại con dao.
Sao tao qua? Được đấy. Được không? Này nước thì được đấy. Đây. Đây. Tao được tóc ở đây đấy. Đây. Không đi không? Đâu không? Để. Đứt đi đây. Đứt đi. Đi tóc đi. Đây. Đây. Để đứt à? Vui quá. Ơi quá, không muộn quá rồi, không muộn thì bày nước còn qua qua nữa rồi. Chuẩn này có một cánh đâu, cái cũng phải vì vì cửa sang vừa rồi thì phương trang lo tối. Nó ra là cuối. Được chưa? Được chưa? Ăn hơn. Ít dầu không? Không cho dầu vào, thổi gió, thổi vào thì nó đứt. Dầu bảo quản á. Bóng nhỉ, đấy. Nang chuyển nang chiêu và ôi dồi bóng lắm quản má. Cái này là cái cuối gì đấy để quấn á? Ông đấy, ông cầm lên để cho chụp ảnh kỷ niệm cái nào à. Rồi đang mang đâu đây nhá, từ từ nhá. Nó cái đó đúng không? Đúng không? Đây các bác. Trắng gì mà trắng đấy đó. Cán gỗ chắc. Dùng năng phải đi châu ạ. Mất bỏ khóa, cái này hết. Vâng, này đấy, nó có sáng rồi mà. Nó có sáng. Phải phải đi này. Có tao có tao cái răng. Ai bảo ông này á? Sáng chói quá. Yeah. Rồi, ok rồi. Rồi ông quấy vào cho cháu đi. Sáng quá. Ông phải bịt cái mũi này vào, ông tí cháu đi đường nhưng may nó cắm vào chết. Cái này này. Hơi tối ấy. Rồi, xin chào các bác, đây cũng là một cái video rất là dài. Con dao mèo kéo dài này là một phục làm cho một bác đặt theo yêu cầu. Thì cũng mong muốn là cũng con độc và lạ thì mong muốn là gửi đến cho các bác, quay lại cho các bác xem và chiêm ngưỡng và thưởng thức. Thì rất mong muốn là bác nào có nhu cầu đặt cứ liên hệ theo Zalo của em để em nhờ ông làm cho. Đó. Rất là tuyệt vời, một con dao mèo. Con này là thép giảm sóc tàu hỏa, cán gỗ chắc, dài 50 độc lưỡi. Nếu mà làm dài hơn nữa được không ông? Dài hơn nó chỉ có cái này biết nó, nếu yếu quá thì này thì không. Nhưng mà cái thép, ví dụ như cái thép này cứng này thì làm bé hơn một chút, nhưng mà làm như kiểu dạng kiếm mới có được không? Bé hơn một chút cũng được không? Ông đang quấn cẩn thận đây, còn đi về
không đi nga quấn cẩn thận không cái mũi thì cẩn thận mũi cái mũi thôi chứ không chọc đi chọc con cháu phát đi lại mất giống thì chết đấy. Vâng. Tối muộn rồi đấy. Và xin chào các bác và hẹn các bác vào video lần sau. Cũng tối muộn rồi, đi về cũng khá là muộn rồi.